nửa sau của bán thi đấu. Tuy nhiên thì cái chênh lệch mà họ bị các thành viên phía Brion gác trước ở dạng đi đường nó là quá lớn, và sau những tình huống sai lầm về mặt kỹ năng cá nhân của Vital thì cái khoảng cách nó thực sự là không thể nào có thể đặt lại nổi. Ván đấu thứ hai cấm chọn bắt đầu nông sinh phía đội 1, và lực cấm đầu tiên của họ là việc loại bỏ đi Jerry. Bắt Jerry là hợp lý. Thực ra thì không phải là Vital đánh con này tệ, và nó sẽ khiến cho bên phía của Đông Sim rất là khó ký ở cái lượt first pick. Bởi vì Vital luôn ưu tiên, nếu như mà đặt lên bàn cân Jerry hay Aphelios thì anh ta sẽ lựa chọn Jerry. Thì để xem là với chiếc xe đổi này thì Đông Sim có cái gì đổi khác thực sự ở cái ván đấu thứ hai này hay không, khi họ bán tiếp vào Maokai giống hệt như ở ván đấu đầu tiên, mặc dù ở bên phía của đội xanh. Còn Brion thì họ vẫn giữ lượt ban Sante và lượt ban bắt buộc phải lựa chọn khi bạn ở bên phía của đội đỏ, đó là Nico. Và để xem lượt cấm cuối cùng của Nông Sinh Red Force ở tại phase 1 sẽ là con bài nào và nhắm tới vị trí nào của Brion. Nếu như họ ngại thì có thể cấm thêm một vài những vị tướng khu vực đứng dưới của Hena hoặc Đại Phọc có thể mang ra. Ví dụ con Milo, nếu như họ không có ý định dùng thì cũng có thể loại bỏ nó đi. Aphelios cùng với Milo vẫn là một cặp đôi đường dưới cho khả năng đi đường cực kỳ mạnh. Kể cả là đi cùng với Jing Lulu vẫn có thể có được tỷ lệ thắng đường khu vực đường dưới. Những quyết định của Nông Sim ở tại lực cấm cuối cùng của mình đó là một con Lucian, và Brion cũng đã nhanh chóng đưa ra lực cấm cuối cùng của mình ở tại phase 1 là con Vi của Sylvie. Vừa nhá Milio đến từ Nông Sim Red Force, và tôi nghĩ rằng đây sẽ là lựa chọn đầu tiên dành cho họ. Milio có thể kết hợp với những chất tướng còn lại ở vai trò xạ thủ như Jinx hay là Aphelios một cách rất là tốt. Còn ở bên phía bên kia thì Brion ban đi Vi, bên này ban đi Maokai thì đang hở ra Wukong. Để xem là đây có phải là một lựa chọn ưu tiên dành cho Amity hay không, hay là anh ta vẫn sẽ bỏ ngỏ đó và lựa chọn Lee Sin ở lần giai đoạn sau để đối đầu với lại chất tướng Wukong trong tay của Selvi. Nhá thần rừng liên tục, nhưng mà đây khả năng cao là không phải là một con bài dành cho Amity ở vai trò đi rừng đâu, mà đây sẽ là con Ragas vẫn được lựa chọn ưu tiên dành cho có thể là Morgan hoặc là Karis. Vâng, nó vẫn là một lựa chọn mở cho đối bên phía của Brion. Còn đối với Nông Sim thì họ sẽ chỉ còn một lựa chọn, đó là Jing khu vực đứng dưới trong tay của Vital mà thôi. Đối phương đã lấy mất Aphelios rồi. Câu hỏi đặt ra là Aphelios của Hena sẽ đi cặp cùng với hỗ trợ như thế nào tại khu vực đứng dưới. Chúng ta có rất nhiều những vị tướng đã được lựa chọn để khắc chế Milo ngày hôm qua. Thì các bạn thấy là có Gragas cùng với Bitcrank. Và Bitcrank hoàn toàn có thể xuất hiện trong tay của Effort trong ván thi đấu này để phần nào đó khắc chế đi khả năng búp rất khó chịu của Milo, một vị tướng hỗ trợ mới xuất hiện. Sau lựa chọn Jing, Nông Sim có thể hướng tới rừng dành cho Selvi, nhưng họ quyết định lựa chọn một vị tướng đứng giữa trước dành cho Quad, đó chính là Annie. Rất mạnh cho meta hiện tại. Nhưng nếu như khóa sớm đứng giữa như thế này thì liệu đây có phải là một con bài hỗ trợ không? Tôi đang định tính nói là Brion họ có thể chốt lại luôn vai trò đứng giữa để đẩy con Gragas này lên cánh trên dành cho Morgan. Nhưng họ sẽ quyết định lựa chọn Yumi. Yumi Aphelios đối đầu với lại Jing Milio bên phía bên kia của Vital và Peter. Lượt 2 thì Brion ưu tiên vào rừng, với việc là họ loại bỏ đi Wukong. Không còn Maokai, không còn Wukong và Vi thì đi rừng lúc này thì còn Viego dành cho Selvi, nếu như anh ta có ý định sử dụng một vị tướng đi rừng áp lực sớm chung với một midlane mạnh như là Annie. Thời điểm này tôi nghĩ rằng Annie đi khu vực giữa có thể đi ôn kèo khi mà không còn Cersei nữa. Và lực cấm tiếp theo mà Brion đưa ra không phải là cấm rừng của Selvi, mà thay vào đó họ cấm khu đường trên với lực cấm Manfire giống như ván thi đấu trước đó. Còn hai lực cấm mà Nông Sim đưa ra tại phase 2, một đã nhắm đến khu đường trên của Morgan với việc loại bỏ đi con Gwen. Và nếu như cấm Gwen như vậy thì khả năng cao khu đường trên DNDN sẽ có ý định đánh một vị tướng chống chịu. Tôi nghĩ rằng là Nông Sim nếu như không ban vào Viego và ta đang định nói thì rõ ràng là đây sẽ là Viego dành cho Amity. Một con Viego dành cho Amity để phối hợp với lại có thể sẽ là Gragas ở khu vực đứng giữa trong tay của Karis, và để chừa cái lựa chọn cuối cùng lại dành cho Morgan để giúp cho anh ta có kèo khắc chế ở khu vực đứng trên so với lại DNDN. Khazix cũng là một con bài đang hot ở trong meta hiện tại, và nó cũng lắp vào tương đối ổn với cái đội hình này đến từ bên phía của Đồng Sim Red Force. Một cái khả năng nâng cấp gai hư không để khiến cho cái khả năng cấu máu đến từ Đồng Sim Red Force sẽ được triệt để hóa hơn ở trong giữa trận, hay là những cái tình huống mà anh ta nâng cấp chiêu cuối sẽ hỗ trợ cho khả năng dồn sát thương, cộng hưởng thêm những cái pha tốc biến thả gấu và mở giao tranh đến từ Annie của Quad nữa. Và đúng như Tùng nói, khi mà ban vào cả Gwen và cả Na thì đây sẽ là một trận tướng chống chịu dành cho DNDN ở cánh trên, Sion đứng trên. Còn ở khu vực đứng giữa sẽ là một con Syndra đến từ bên phía của Karis để đối đầu với Annie của Quad. Còn anh ta sẽ đẩy Gragas lên cánh trên dành cho Morgan. Với Gragas thì đây là vị tướng hai đường mà lại còn có những lối chơi khác nhau nữa. Khu vực đứng trên thì Morgan hoàn toàn có thể dùng một con Gragas thuần chống chịu với quyền năng bất diệt để đối đầu cùng với một con Sion full chống chịu bên phía bên kia của DNDN. Vẫn sẽ tạo ra một chất tướng có khả năng make play tuyến đầu rất tốt với bộ kỹ năng của một con Gragas, và vẫn đảm bảo được khả năng chống chịu tuyến đầu dành cho đội bên phía của Brion. Với lượt lựa chọn
Khazik như thế này thì đây cũng là một lựa chọn rất hot ở tại meta của MSI. Đến thời điểm này thì Khazik vẫn là một vị tướng đi rừng mạnh với lượng sát thương cô lập lớn, có khả năng tấn công ở sau cấp độ 6 hoặc là có khả năng kiểm soát các mục tiêu lớn mạnh với kỹ năng Q của Khazik ở tại các mục tiêu như là rồng hay sứ giả. Nhìn qua thì điều kiện thắng đến từ cả đôi bên vẫn sẽ nằm ở khu vực đứng dưới khi mà Aphelios đối đầu với lại Zing, một cái meta mà chúng ta thấy được từ giai đoạn MSI cho đến thời điểm hiện tại. Đứng giữa vẫn sẽ là những chất tướng Makeplay, Annie dành cho Karis và đối đầu với lại Annie trong tay của Quad. Vai trò đi rừng sẽ là hai con tướng có khả năng gây sát thương và cũng có một chút khả năng carry đến từ Khazik của Selvi đối đầu với lại Virgo, một chất tướng quay trở lại ở phiên bản meta 13.10 này, cùng với lại Lee Sin đến từ vị trí của Amti. Và để xem là hai bên sẽ thể hiện như thế nào với một cái đội hình có vẻ như là khá nhiều điểm tương đồng ở ván này. Và đúng là như vậy, ở khu đường giữa thì tôi cũng đang thắc mắc rằng liệu rằng Syndra có đủ sức để đường cùng với Annie hay không. Annie từ MSI trở lại đây thì vẫn là một vị tướng phát ra khu đường giữa rất là áp lực, đặc biệt là sau cấp độ 6 thì việc liên tục spam triệu hồi tipper có thể giúp cho khu đường giữa của các thành viên Lone Zero Club có được một thế trận tốt hơn so với con bài Cassiopeia tại bán thi đấu trước. Và chúng ta chuẩn bị bước đến với ván thứ hai. Ván thi đấu thứ hai, cuộc đối đầu giữa Brion và Đông Sim Rapfox trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2023 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt chính thức được bắt đầu với bản quyền phát sóng từ Box Sport. Và rất hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt like và subscribe cho các nền tảng của chúng tôi trên TikTok, Facebook, YouTube và cả GG Live. Vâng, và không ngoài dự đoán của chúng ta khi đó là một con Ragat quyền năng bất diệt ghi khu đường trên, nhưng khởi đầu đến từ Morgan vẫn là một cái nhẫn Doran để gia tăng thêm lượng sát thương đẩy đường dành cho con Ragat này. DNDN thì mang theo một cái tốc hành khu vực đường trên với Saiyan. Và để xem anh ta sẽ vận hành cái tốc hành là như thế nào ở trong các tình huống giao tranh tổng. Và vòng rừng thì liệu rằng sẽ là tiếp tục vòng rừng từ cánh trên xuống hay sẽ là vòng rừng từ dưới lên đột biến đến từ một trong hai người chơi đi rừng đây. Khả năng cao vẫn sẽ là vòng rừng từ khu cánh trên xuống. Và quan trọng vẫn là cặp đôi đường dưới bên nào có sức đẩy đường tốt hơn để hỗ trợ rừng trong việc kiểm soát cua. Ở ván đấu đầu tiên thì MT đã là một ván đấu mà anh ta có được nhiều lợi thế vào rừng đầu tiên hơn so với đối phương vì anh ta được cover tới 2 cua. Khởi đầu vòng rừng thì có vẻ như là Virgo trong tay của MT sẽ ăn ở bồ đỏ, và tương tự như vậy cũng là bồ đỏ đến từ Selvi. Và đây sẽ là một chút những cái thay đổi. Chúng ta thấy được rằng đúng như Tùng nói là Selvi anh ta ở ván đấu đầu tiên thì anh ta ăn vòng rừng từ trên xuống dưới cùng với lại vòng khởi đầu của MT. Và cái tốc độ đi rừng của MT rõ ràng là vượt trội hơn, nó khiến cho Amti có được cho mình 2 cua đầu và nó khiến cho NoSim mất rất là nhiều lợi thế về cái tầm kiểm soát của họ ở trong giai đoạn ban đầu. Và rõ ràng chúng ta thấy được rằng là những cái mục tiêu như sứ giả hay rồng rất khó khăn, mặc dù NoSim ăn được con rồng nguyên tố đầu tiên nhưng phải tốn đến tận 9 phút thì họ mới sở hữu được con bài này, con rồng nguyên tố này. Trong khi đó thì Amti ngay khi sứ giả vừa ra thì anh đang ngay lập tức có được cho mình mục tiêu lớn đó với khả năng để được tốt hơn đến từ cả Karis và Morgan. Thì liệu ván đấu này cái áp đảo cũng như là cái sự ưu thế hơn ở các đường cánh đến từ bên phía của Brion có giúp cho họ lấy được từng ấy lợi thế giống như ở ván đấu đầu tiên hay không? Vâng, và vòng rừng thì CV quyết định ăn từ bãi chim xuống bãi người đá, và tại bãi chim của anh ta lúc này đã có một con mắt cắm vào tới từ Karis. Sau pha đẩy đường ở cấp độ 1 thì Karis đã có một tiếng di chuyển cắm mắt tại khu vực bùa đỏ đối phương. Và vòng rừng thì nó sẽ có những sự khác biệt. Tôi không biết là liệu rằng sau con bùa đỏ này thì CV sẽ quyết định là đánh sang khu vực phần rừng bùa xanh đối phương hay sẽ là đánh lên cùng cánh trên, vì đường dưới họ đang có những lợi thế đẩy đường tốt hơn dành cho cặp đôi Vital cũng như là Peter. Họ là chất tướng Zing cùng với Milio, những chất tướng có khả năng kiểm soát đường tốt hơn so với Aphelios và Yumi trong khoảng thời gian ban đầu. Với quyết định đến từ CV sẽ là đánh lên khu vực cánh trên. Ở đường dưới với tình huống đẩy cao như vậy thì Peter cùng với Vital bắt buộc phải có những con mắt để tránh những pha tấn công sớm của một con Virgo. Tốc độ dọn rừng của Amti giống như ở trong ván đấu đầu tiên vẫn đang là nhỉnh hơn tương đối so với lại những gì mà Selvi anh ta làm được với chất tướng Khazik. Rõ ràng rồi, chất tướng ăn rừng khá là tốn máu. Còn Amti ở bên kia thì sẽ đỡ hơn phần nào đó với lại Virgo. Anh ta đã hoàn thành xong cho mình 5 bãi quái rồi, trong khi đó bây giờ mình đang ở bãi thứ 5 đến từ Selvi. Tốc độ dọn rừng nhỉnh hơn đồng nghĩa với việc là Amti anh ta sẽ khởi động luôn cho mình con cua kỳ cục ở nửa dưới. Còn ở cánh trên thì trái với ván đấu thứ nhất, người đang có được lợi thế với khả năng đẩy đường là DNDN. Và anh ta cũng có một lượng chênh lệch chỉ số lính khá đáng kể so với Morgan nữa. Anh ta dẫn trước được khoảng chừng một đợt lính so với đường trên bên phía của Brion. Còn ở đường dưới lúc này thì có vẻ như Henna cùng với Effort đã đến được cấp độ và đến được cái dạng súng đẹp để họ có thể thể hiện khả năng đẩy đường tốt hơn so với cặp đôi Zing cùng với Milo phía bên kia. Và về vòng rừng thì sẽ là vòng rừng trái cánh, không có những pha va chạm sớm diễn ra đến từ cả Amti lẫn cả Selvi nữa. Sẽ là một vòng rừng mà cả hai full clear 6 bãi có cua. Sau con cua thì họ đang có ý định di chuyển để có những pha tấn công. Đây là pha tấn công sang khu vực rừng bùa đỏ đối phương và có tầm nhìn của rừng đối phương, nhưng quyết định đưa ra từ MT.
không phải là một pha phát động tấn công chủ động. Quét tàn kiểu tốt tới từ Karis, làm choáng cũng trúng đến từ MT, nhưng anh ta chỉ dừng lại ở việc cấu máu mà thôi. Rất khó chịu đấy từ MT khi mà anh ta đang đi thẳng sang phần rừng bãi chim của đối phương. Anh ta biết được rằng là đường giữa của mình đã có được lợi thế về thế lính đẩy tốt hơn cũng như là khả năng cấu máu tốt hơn so với lại chất tướng AD, nhưng vì năng lượng của Karis đang rất thấp cho nên quyết định của MT là không quá mạo hiểm, anh ta rút lui ngay lập tức và về với bãi chim của mình. Sẽ không có những tình huống giao tranh sớm có mạng dành cho cả hai bên. Thế trận nó khá giống so với ván thi đấu đầu tiên là sẽ không có mạng sớm. Tuy nhiên về chênh lệch chỉ số lính tại các khu vực đường thì cũng không phải là một chênh lệch quá lớn dành cho đường nào cả. Nếu có thì chắc là khu vực đường trên là một kèo đấu giữa hai chống chịu đang có chênh lệch lớn nhất, với chỉ số farm tốt hơn dành cho DNDN so với những gì mà Ragaz của Morgan có. Còn đang là tình huống đứng dình trên tầm nhìn đến từ Henna cùng với Effort, đang là pha di chuyển xuống tới từ cả Selvie nữa. Họ có hiệu khống chế tới từ Milo của Peter bắn. Và đó là giật bắn trượt. Lưu đạn ma hỏa cũng không giữ chân được cặp đôi sản thủ hỗ trợ đối phương lại đến từ cặp đôi đường dưới bên phía Canon Team. Và qua đó thì những gì mà Henna và Effort cần làm là đi bộ về mà thôi. Chả mất gì cả, còn nguyên kiệt sức hồi máu đến từ Effort và còn nguyên cả thanh tẩy đến từ Henna nữa. Một tình huống giật bắn hơi đáng tiếc đến từ Vital. Nếu như cú giật bắn đó thành công thì cái lượng đạn bao hỏa chắc chắn là nó sẽ trúng, và ít nhất là Henna sẽ phải mất cho mình thanh tẩy để kéo Yumi trong tay của nó phải lùi về. Vẫn đang là những tình huống trao đổi chiều và vẫn đang là cái khả năng cấu máu tốt hơn đến từ cặp đôi đường dưới bên phía của Brion ở khoảng tầm 6 phút đầu tiên, mặc dù thi chỉ số lính. Người đang làm tốt hơn là Vital. Ưu thế về mặt thế lính đẩy ngược về đến từ Henna và Raptor sẽ giúp cho Amti có được cho mình con dòng nguyên tố đầu tiên, nhưng ở khu đứng giữa thì làm một pha chiều hồi tipper để lấy rất nhiều máu của Karis tới từ quạt. Đây là một cách chơi Annie đang rất phổ biến, với việc bạn sẽ liên tục sử dụng cú chiêu cuối của mình để lấy máu đối phương, kiếm tiền từ đòn phủ đầu, cùng với một lợi thế lớn trong việc con tipper nó sẽ liên tục đẩy đường, giúp cho đường giữa của bạn có được một thế trận sáng nước hơn. Nhưng trong khoảng thời gian vừa qua thì MT đã có được những vòng rừng tốt và anh ta đã có con rồng nguyên tố đầu tiên với một chút sự hỗ trợ tới từ Karis. Đây là mục tiêu lớn mà họ đã kiểm soát được mà không phải trả giá bằng quá nhiều những tài nguyên phải bỏ ra. Và để xem là trong ít phút sắp tới khi sứ giả xuất hiện tại cánh trên thì liệu rằng bên nào sẽ là bên có khả năng kiểm soát nó tốt hơn. Lần này thì dòng nguyên tố kiểm soát tốt hơn đến từ Brion và họ ăn con rồng rất là sớm nhá. Ván trước là 9 phút thì NoSim được dầu, còn ván này thì Brion ở ngay thời điểm phút thứ 6, thứ 7 thì họ đã kiểm soát được con rồng nguyên tố đất, con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu. Rồng 2 là rồng hóa kỹ à? Vậy linh hồn rồng liệu có phải là hai ván rồng công nghệ hay không ở cặp trận BO3 này? Còn quay trở lại với ván đấu thứ 2 thì chúng ta đang được thấy một cái thế trận cảm giác là bắt đầu bắt lại nhịp đến từ Henna và Effort sau giai đoạn cấp độ 1-2-3 nhỉnh hơn đến từ Vital và Peter rồi. Morgan ở cánh trên vẫn đang chịu những cái áp lực tương đối, với khả năng đẩy đường tốt hơn đến từ Sion chất tướng so với lại bên kia là DNDN. Nhưng điều kiện thắng đến từ Brion, chúng ta như đã nói ở trong giai đoạn cấm vận chọn, họ vẫn đang làm tương đối ổn với lại khả năng tăng tiến sức mạnh đến từ một con Aphelios của Henna. Và đúng là như vậy, chênh lệch lớn nhất lại nằm ở một kèo đấu giữa hai vị tướng thuần chống chịu, và nó không phải là một chênh lệch tác động quá mạnh tới ván thi đấu này. Còn ở những vị trí chủ lực carry thì chênh lệch nó là con số cực kỳ ít ỏi đến từ các đường. Chênh lệch gần như là dưới một đợt lính đến từ các chủ lực của cả hai bên. Và có lẽ sẽ là một khoảng thời gian yên bình diễn ra đến từ cả hai bên khi cánh dưới không có mục tiêu lớn để cạnh tranh nữa. Cấp độ 6 cũng đã có dành cho người chơi rừng bên phía của Brion, và cấp độ 6 cũng sẽ sớm có dành cho Kha'Zix của Selvie mà thôi. Sau khi cấp độ 6 đã có thì để xem là tình huống di chuyển lên cánh trên kiểm soát sứ giả nó sẽ diễn ra như thế nào. Tầm nhìn của NoSim tại sứ giả đang tạm thời là tốt hơn, nhưng nếu như đường dưới của Brion có nhịp đẩy tốt và di chuyển lên khu cánh trên trước, họ vẫn có những cơ sở để kiểm soát sứ giả. Đang là một tình huống bấm bê về nhà trước đến từ cặp đôi Vital và Peter so với lại Henna và Effort. Henna và Effort đang cố gắng đẩy thêm một wave nữa rồi họ mới bấm bê về nhà. Và đây sẽ là một chút ít những cái ưu thế khi mà Milo trong tay của Peter sẽ có được nhiều tầm nhìn hơn so với lại bộ đôi ở bên phía bên kia. Và Effort anh ta bắt buộc phải về cùng với đồng đội của mình mà thôi. Trở ra chắc chắn là muộn hơn. Nhưng để xem là NoSim có kiểm soát được con sứ giả nguyên tố đầu tiên của ván đấu sau con rồng đầu họ đã mất vào tay của Brion hay không này. Tầm nhìn tại cánh trên ít nhất nó đủ để cả hai bên có thông tin về con sứ giả. Nhưng với góc đứng hiện tại thì MT đang có vẻ như muốn buông bỏ con sứ giả này để phát động một pha tấn công. Anh ta nhắm tới khu vực đường giữa của đối phương trong pha di chuyển này. Và tấn công không phải là điều dễ dàng. Annie của Quad đang có một góc đứng ổn. Anh ta đứng chếch lên cánh trên gần những đồng đội của mình hơn. Và qua đó thì không có những pha tấn công ra khu đường giữa tới từ MT. Anh ta muốn đứng rình xạ thủ đối phương. Một pha di chuyển mà Vital hoàn toàn có thể bị bắt lại trong chính phần rừng bồ đỏ của NoSim Force. Nhưng anh ta có thông tin sau khi thấy
một tình huống lãnh thổ xương đen được trải ra tới TMT. Những áp lực đã là quá lớn, ba thành viên đối phương có mặt tại khu vực đường dưới, trong khi đó thì Vital đang phải một mình đón đợt lính này, và anh ta sẽ tạm thời phải bỏ qua một đợt lính tương đối to, cùng với đó sẽ là những khiên trụ dành cho Henna, một quyết định buông bỏ mục tiêu để dồn tài nguyên dành cho xạ thủ. Bjorn quyết định là buông bỏ con sứ giả khai thác đầu tiên của ván đấu để giúp cho Henna có được ít nhất là hai giáp trụ, với một big way đẩy thẳng vào cái trụ đầu tiên ở khu vực đứng dưới của Doxy Red Fox. Vital đúng là anh ta mất nguyên một đợt lính thật. Chỉ số lính đang mặc dù vậy thì chúng ta đang được nhìn thấy cái lượng lính là gần như cân bằng đến từ vị trí của hai xạ thủ. Nó cho thấy được rằng là cái giai đoạn đi đường Vital vẫn đang farm rất là tốt, và mặc dù là anh ta bị đẩy hoàn toàn ra khỏi cái thời lính vừa rồi, nhưng chỉ số lính thì vẫn đang cân bằng được so với lại xạ thủ đối phương. Một nhịp bấm bê về nhà, và rõ ràng là Henna chắc chắn là cần phải lùi về, anh ta không còn hỗ trợ ở phía sau lưng mình nữa. Sứ giả đã có dành cho Doxy Red Fox, và để xem là với con sứ giả này thì Selvi anh ta sẽ cụ thể hóa với điều kiện thắng xuống cánh dưới dành cho Vital, hay sẽ là một tình huống di chuyển tấn công ra khu vực đường giữa và lấy giáp trụ dành cho Quad. Đây sẽ hơi khó dành cho Selvi trong việc tìm kiếm một khu vực đường để phát động một pha tấn công khi mà các đường bên phía của Brion đang đánh an toàn đến như vậy. Đối với Syndra cùng với Aphelous đều là những vị tướng có tầm hoạt động tốt, họ có thể giữ vị trí tầm xa để bám tới cái nhịp farm của mình và không gặp quá nhiều nguy hiểm trước những pha tấn công đến từ bên phía của Doxy Red Fox. 10 phút trôi qua, không hề có mà hạ gục dành cho bất kỳ một bên nào cả. Mục tiêu lớn thì mỗi bên kiểm soát một, đối với Nongshim thì họ có được con sứ giả. Đối với Brion thì họ có được con rồng nguyên tố đầu tiên. Rồng nguyên tố thứ hai sắp xuất hiện rồi, 30 giây nữa nó sẽ xuất hiện tại khu vực cánh dưới bản đồ. Và thời điểm này thì cặp đôi đường dưới bên phía Nongshim vừa di chuyển về, nhưng họ cũng chưa có một trang bị lớn được mang ra tại tình huống di chuyển ra đường tiếp theo của Vital. Và đang có một tiếng va chạm nhẹ giữa hai người chơi rừng, mất máu là cực kỳ nhiều. Nhưng cặp đôi đường dưới của Brion tiếp cận sớm hơn với chương cuối, và Selvi đang tạm thời phải rút lui chương cuối, chưa giữ chân được. Kích hoạt chương cuối tàng hình và rút lui kịp tới từng người chơi rừng bên phía của Nongshim. Amti vừa rồi dính một pha cô lập, nhưng mà đẩy thẳng về chủ đến từ Morgan. Không dính bất cứ một hệ chủ nào đến từ DNDN khi anh ta chưa gây sát thương vào Morgan ở tình huống trước. Và pha dùng chiêu cuối đến từ Morgan nó không thực sự đem lại một cái hiệu quả trực quan. Còn ở cánh dưới này thì vừa rồi Selvi lấy rất là nhiều máu của Amti rồi, và liệu đây có phải là pha triển khai dòng nguyên tố hay không đây? Nongshim mở rộng luôn. Brion có ý định can thiệp hay không đây? Henna đang phải dọn dẹp quái vật ở cánh dưới, và bây giờ anh ta di chuyển ra thì đã quá trễ rồi. Amti ở khoảng cách quá xa và Brion quyết định là bỏ. Tôi nghĩ buông bỏ cũng là hợp lý mà thôi. Khu vực đường trên thì Morgan vừa mất đi chiêu cuối, trong khi đó thì DNDN chưa mất. Nếu như đánh nhau diễn ra thì có thể là một tình huống hơn người cho bên phía của Nongshim nhờ cú dịch chuyển của DNDN, và anh ta thậm chí là có thể dùng chiêu cuối xuống dưới mà không cần đến dịch chuyển nữa. Đường giữa đó là một tình huống triệu hồi tipper được dùng để lấy máu và không cho Karis có khả năng tác động sang hai khu vực đường cánh, cụ thể là xuống khu cánh dưới bản đồ. Và qua đó thì con sứ giả vẫn thực hiện được cú hút của nó, lấy đi khoảng chừng hai khiên trụ khu đường dưới của Brion, với một lượng tiền nho nhỏ được chia dành cho cánh dưới bên phía của Nongshim Red Frost. Đang là một ván thi đấu chậm đến từ cả hai bên, và thế trận thì đang nhỉnh hơn một chút tiền dành cho bên phía của Nongshim với những lớp khiên trụ, và chỉ số lính nhỉnh hơn dành cho bên phía Nongshim ở một vài vị trí. Như vậy đúng như là dự đoán, mà dự đoán nào? Tình huống kích lửa chạy đến từ Peter, nhưng tốc biến tấn công luôn đến từ Henna, rất nhiều sát thương được tạo ra đến từ con Aphelios này, bắt buộc bộ đôi đứng dưới bên phía của Nongshim cũng đã phải sử dụng hai phép bổ trợ. Vital phải kích tốc hành, còn Peter anh ta cũng đã phải sử dụng hồi máu, nhưng hai phép đổ trợ đổi lấy ba chỉ có ưu thế về máu mà thôi, và Efron thậm chí là gặp nguy hiểm. Anh ta có kịp nhập hay không? Anh ta không kịp nhập vào vật chủ với chiến công đầu dành cho Selvi. Một tiếng có mặt tại khu vực đứng dưới, và đó là một pha lấy chiến công đầu vô cùng đơn giản dành cho Selvi khi mà người chơi hỗ trợ đối phương đang phá mắt và bị cô lập. Lượng sát thương của một con Khazix ở dạng cô lập nó sẽ là vô cùng lớn, đặc biệt là vào một vị tướng mỏng như là Yumi. Và đó là một pha chiến công đầu khá là đơn giản dành cho người chơi rừng bên phía con Doxy Red Fox. Trước đó là một tình huống giao tranh 2-2 mà cặp đôi đường dưới bên phía Nongshim rõ ràng tỏ rõ cái sự đuối thế hơn về mặt sát thương so với cặp đôi đường dưới bên phía của Brion. Nhưng sau đó lại là một sai lầm tới từ người chơi hỗ trợ bên phía của Brion để mất một ma gục tương đối đơn giản dành cho đối phương, không mất quá nhiều tài nguyên để sau khi có được chiến công đầu. Và với chiến công đầu thì anh ta đã đầu tư một cái dao hung tàn cùng với một cái giày thủy ngân. Lượng sát lực mang ra lúc này đang là khá lớn tới từ Selvi, và khả năng kiểm soát tầm nhìn của anh ta với một cái kiếm âm mưu chắc chắn cũng sẽ là vượt trội hơn so với Viego của Amti. Nãy giờ thì quá trời rất là khó chịu, cứ có gấu là anh ta sẽ thả ra và nó khiến cho con Syndra tay của Karis gần như là chôn chân. Mỗi khi mà camera lia ra khu vực đứng giữa, chúng ta đều thấy được lượng máu đến từ Karis là thấp đến như nào. Còn đây, mắt kiểm soát và bạn không thể đứng ở phía ngoài để phá được. Anh phải đi vào trong cái bụi đó, và anh ta đi quá xa so với lại vị trí của Henna. Và chiến công đầu tôi nghĩ là rất là quan trọng dành cho một con tướng cần mạng như kiểu là Khazix trong tay của Selvi. Trước đó thì cặp đôi đường dưới bên phía của Brion đã rất nỗ lực để tìm kiếm chiến công đầu, nhưng việc bung tốc biến của Aphelios trong tay của Henna cũng không đủ sức để có thể kết liễu cái mạng yếu máu của đối phương.
Và đây là tình huống mà Umtiti bị cô lập, lượng sát thương cô lập là cực kỳ lớn và Umtiti mất hơn nửa cây máu trong tình huống vừa rồi. Và Savi cũng đã đầu tư cú chiêu cuối, thời gian hồi chiêu ngắn hạn của mình để tấn công lấy lợi thế. Đường dưới đang nỗ lực dọn lính, có dịch chuyển hỗ trợ đến từ Morgan và họ phát động pha tấn công với trường cuối. Mất máu khá nhiều nhưng Vital có sự hỗ trợ tới từ vị trí của Peter để rút lui. Và lượng máu hiện tại đủ để họ có thể rút lui an toàn mà không mất mạng vào tay đối phương. Không ai nằm cả. Dia dùng dịch chuyển xuống khu vực đường dưới. Chính xác hơn là anh ta dùng bất khả kháng cử để áp sát ngay lập tức mục tiêu và ép đi một cú dịch chuyển đến từ Morgan. Nhưng cuối cùng thì cái tình huống xe đụng của anh ta nó lại không trúng vào Hena. Người bị tấn công là Vital phải mất thêm cho mình một cú tốc biến để có thể đào thoát. Đánh nhau rất gắt đến từ đôi bên nhưng cuối cùng thì không ai nằm xuống cả. Kèo va chạm giữa Saiyan cùng với Ragat là full tank lúc này của DNDN cùng với Morgan thì nó có lẽ cũng sẽ chỉ là những pha tích quyền năng bất diệt dành cho cả hai mà thôi. Bây giờ trở lại với khu vực cánh trên bản đồ, nơi mà con sứ giả thứ hai của ván đấu sẽ xuất hiện sớm hơn so với con rồng nguyên tố thứ hai, thì nó sẽ là tình huống giao tranh khá là nhiều biến số diễn ra nha. Lúc này thì xạ thủ của Brion đang không có phép bổ trợ tốc biến, nhưng tương tự như vậy phía bên kia thì cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của NoSim cũng đang không có những phép bổ trợ tốc biến. Với những cú chiêu cuối thì chiêu cuối của cặp đôi đường dưới bên phía của Brion có lẽ cũng sẽ chưa hồi kịp, nhưng họ vẫn đang tự tin để khởi động con sứ giả. Còn đường dưới thì việc giao tranh hơi sâu trong phần sân đối phương đã khiến Morgan nhận lại những sát thương từ trụ, và hai đường trên lúc này đều không có dịch chuyển. Họ đành phải chôn chân nhau tại khu vực đường dưới và cánh trên sẽ là tình huống 4-4. Sứ giả được kiểm soát cực kỳ nhanh bởi Brion nhờ thang hoa luân trên người của Hena, và NoSim quyết định buông bỏ. Không vào được, tầm nhìn là không thực sự quá nhiều. Và mặc dù đang sở hữu một con khá dích xanh xao với kiếm âm mưu, nhưng cái tình huống di chuyển chủ động hơn đến từ Brion giúp cho họ có được ưu thế với con sứ giả Kenneth thứ hai của bản đấu. Và tính ra thì là cân bằng, mỗi bên có được hai mục tiêu trước phút thứ 16, một rồng và một sứ giả chia đều cho cả NoSim Redfox và bên phía của Ferrepion. Một cái phương tiện suy vong là trang bị được hình thành đến từ Karis, đơn giản dễ hiểu thôi khi anh ta sẽ đối mặt với lượng sát thương dồn rất lớn đến từ cả Quad cũng như là con Kha'Zix tiến hóa Quy đến từ vị trí của Shelby. Vừa rồi thì khu vực đường trên Umtiti có định phát động một pha tấn công, tuy nhiên thì cú quét ra kẻ yếu trước đó mà Karis đưa ra lại trượt, và có đó họ không có đủ khả năng để ám sát một con Annie đang đẩy cao. Đó là một quyết định đẩy cao cũng tương đối nguy hiểm tới từ Quad khi đối phương vừa ăn xong sứ giả. Anh ta bắt buộc phải đầu tư cái đai tên lửa, nhưng nó là một trang bị kích hoạt, nó có thời gian hồi chiêu khá ngắn. Và để xem cánh đẩy lẻ với Syndra vương miện suy vong thì có chống lại được một áp lực lớn tới từ một con Annie sẵn sàng bung ra những tình huống chơi tiếp bơ hay không. Còn cánh dưới, mục tiêu lớn tiếp theo đã xuất hiện trên bản đồ, và đó là con rồng nguyên tố thứ 3 của ván thi đấu này. Đó sẽ là ngưỡng rồng 2 dành cho cả Brion lẫn NoSim. Nhưng NoSim đang là những người di chuyển vào kiểm soát tốt hơn. Nhịp di chuyển ăn sứ giả của Brion để mất đi tầm nhìn tại cánh dưới bản đồ. Và đó là một quyết định buông bỏ con rồng nguyên tố đến từ Brion khi họ không có đủ cơ sở cạnh tranh. Tốc độ ăn rồng với mục tiêu cô lập của Xiaofi là rất nhanh. Thực sự là cực kỳ nhanh kìa. Hơi cổng cảnh. Vẫn là con rồng nguyên tố thứ 2 và rồng thứ 3. Chính xác là rồng thứ 3 của trận đấu và con rồng nguyên tố thứ 2 dành cho thành viên bên phía của NoSim Redfox. Còn quay trở lại với điều kiện thắng của cả đôi bên thì tôi vẫn đang cảm nhận thấy rằng Vital đang là người tăng tiến sức mạnh nhanh hơn phần nào đó so với lại con Aphelios trong tay của Hena. Anh ta hoàn thành xong lưỡi hái rồi và anh ta có song kiếm và thêm một mảnh nữa có thể sẽ là một cái đại bác lên thanh dành cho Vital ở đồ thứ hai hay chăng đây. Chúng ta cần thời gian để có thể chờ đợi. Còn áp lực ở khu đứng giữa nãy giờ thì Vital với cái dạng súng phóng liệu của mình đang có được ưu thế đẩy đường tốt hơn với so với lại chất tướng Aphelios trong tay của Hena. Do đó chúng ta thấy được những cái sự khác biệt. Ở ván 1 thì với Jerry, Vital không có được khả năng đẩy đường tốt hơn so với Hena, và nó khiến cho cái khu vực đường giữa lúc nào cũng là đường đẩy dành cho Brion. Và cái áp lực ở hai cánh liên tục dành cho NoSim Redfox khiến họ mất liên tục những cái mục tiêu lớn trên bản đồ. Còn ván này thì câu chuyện đã khác, Vital đang làm tốt hơn với chất tướng Jinx của mình. Sự điều chỉnh cấm và chọn ít nhất đã mang lại một giai đoạn đi đường tôi nghĩ là sáng nước hơn cho bên phía của NoSim so với ván thi đấu đầu tiên. Họ đang là những người có được nhiều mục tiêu lớn hơn, và họ cũng đang là những người có được lượng kinh tế nhỉnh hơn so với các thành viên phía của Brion nữa. Và để xem Brion sẽ gỡ lại điều này bằng con sứ giả thứ hai như thế nào, tôi vẫn chưa thấy một góc đẹp để cho người chơi đường rừng bên phía Brion có thể chịu hồi con sứ giả thứ hai của ván thi đấu này. Và nếu như để chờ đến con rồng nguyên tố tiếp theo thì nó lại là hơi trễ. Và nếu bây giờ gọi thì cũng rất khó để một con sứ giả có thể ngay lập tức mang lại một công trình dành cho bên phía của Brion. Và nó cũng không phải là chung một tầm bản đồ để họ có thể gỡ lượng tiền quá lớn nữa. Bây giờ thì cả hai sẽ đánh chậm lại chờ ngưỡng sức mạnh tầm 2 trang bị lớn tới từ các chủ lực của mình. Và sau đó sẽ giao tranh liên tục xoay quanh những con rồng nguyên tố mà thôi. Đã là đồ 2 đến từ Selfie rồi, một cái áo trong bóng tối để anh ta gây thêm, tăng thêm lượng sát lượng và tự tin hơn với nội tại của trang bị này.
cùng những cái tình huống bắt choáng nhanh đến từ Shinra của Karis, hay là những cái pha bóng vuốt hắc ám đến từ con chính là con Virgo trong tay của Amti. Đang sẽ là ưu thế về lính đẩy dành cho Hena khi mà Vital về nhà và có được cho mình khả năng hồi phục. Sứ giả liệu có hút kịp hay không đây? Đây vẫn sẽ là cú hút đến từ sứ giả, tôi tin là như vậy. Và rất nhiều máu chủ của đồng team đã bị mất ở khu vực đường giữa. Còn đây là tình huống di chuyển mà Karis không bị lộ vị trí, nó dẫn tới cú nhảy của Selvi chưa đủ sức để tiếp cận người chơi đường giữa đối phương cho tình huống này. Phía sau Karis có sự xuất hiện đến từ Amti. Họ sẽ trở lại khu vực đường trên hơi chậm một chút và bỏ mất đi một vài chỉ số lính của Karis. Nhưng ở khu vực đường giữa thì sao? Một pha di chuyển đến từ DNDN. Những áp lực của anh ta không phải là quá lớn. Lúc này thì Aphelios trong tay của Hena chưa có cung phong linh. Đó là thời điểm thích hợp để phát động một pha tấn công nhắm tới một vị tướng kém cơ động như Aphelios. Nhưng trong tình huống vừa rồi thì rõ ràng là bên phía Brion cũng đã có những sự cảnh giác về góc đứng của đối phương tại khu vực cánh trên bản đồ. Và qua đó thì cả hai chưa bên nào có thêm mà hạ gục cả. Có lẽ sẽ phải chờ tới con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu này, là con rồng nước thứ hai liên tục xuất hiện ở tại khu vực cánh dưới bản đồ, lúc đó mới có giao tranh. Còn Morgan trong những khoảng trống mà đối phương di chuyển tạo ra thì anh ta đã có được trụ đường dưới, một pha tấn công nhẹ tới từ Selvi, sau đó thì anh ta rút lui mà thôi. Ở đường dưới này thì sau khi có trụ, tôi nghĩ là Morgan cũng đang ôm một lượng tiền nào đó và anh ta sẽ hướng tới đồ thần thoại, sẽ là một cái găng tay băng hỏa. Hai đội vẫn đang đánh rất chậm. Trích lệch về tiền là khoảng tầm 1.000, gần 1.500 nhỉnh hơn dành cho bên phía của đấu sĩ Rafford. Nó đến từ đâu nhỉ? Nó đến từ chỉ số lính nhỉnh hơn, đến từ vị trí của Vital so với Aphelios của Hena. Nó đến từ khoảng cách mà Selvi đang tạo ra với điểm chiến công đầu so với lại con Virgo trong tay của Amti. Tốc độ đẩy đường với combo Milio và Jinx của Noxie Rafford vẫn đang là nhỉnh hơn so với Aphelios và Yumi. Liên tục là những tình huống kích lửa trại, gia tăng tầm bắn dành cho Vital, và nó khiến cho cái tầm hoạt động với dạng súng của Hena nó không được cụ thể hóa. Anh ta liên tục bị đẩy lui. Cũng đã hoàn thành sau cho mình cung phong linh đến từ vị trí của Hena để cân bằng lượng sát thương cũng như là lượng trang bị so với lại Vital. Chúng ta thấy đấy, rõ ràng là Vital đang nhỉnh hơn ở kèo đấu xạ thủ này. Vâng, và nhịp di chuyển về lấy cung phong linh của Hena đang tạo ra một khoảng trống để Vital có thể bào máu trụ. Anh ta vừa lấy lượng máu lớn từ trụ nhưng sát thương của anh ta chưa đủ để ăn trụ, và anh ta bị nhận lại lượng sát thương cực kỳ lớn tới từ tình huống lướt cung phong linh của Hena. Và vừa rồi thì Peter đã đầu tư thêm cả hồi máu để giúp xạ thủ của mình rút lui một cách chắc chắn trước lượng sát thương rất ảo đến từ Aphelios. Thực ra trong một vài tình huống bạn sẽ không tính được sát thương của nó gây ra nó khủng khiếp đến như thế nào. Đồng ý với số tiên lý thì Aphelios của Hena có một lượng sát thương ở tầm xa một cách cực kỳ là ảo diệu. Đặc biệt là pha đấy thì anh ta còn không bung cái anh trăng dẫn lối nữa nhá. Nếu như anh trăng dẫn lối dạng thiên lý thì cái lượng đam ở tầm xa nhiều khi là xạ thủ chết không kịp ngáp luôn á. Vital anh ta sẽ nằm xuống, mà anh ta cũng không hiểu lý do tại sao mình lại nhận nhiều sát thương đến như vậy. Riot đang đẩy 3 người ra khu vực đường giữa. Họ muốn có những cái sức ép ngược trở lại với cái trụ đầu tiên. Họ rất muốn ăn cái trụ này để giải phóng ra hai khu vực đường cánh. Nhưng nãy giờ như tôi đã nói, những tình huống kích lửa trại và gia tăng tầm bắn đến từ Vital nó đã khiến cho con Aphelios của Hena không đủ sức để đẩy đường lại so với xạ thủ của đối phương. Đang là một màn Aram nhẹ quanh khu vực đường giữa đến từ cả hai bên để chuẩn bị cho con rồng nguyên tố tiếp theo. Nhưng đó là một góc đứng khá khó chịu tới từ Selvi. Anh ta đã vòng ra được phía sau đối phương từ rất lâu rồi, nhưng đồng đội của anh ta chưa vào vị trí để thực hiện một pha tấn công nhanh với góc đứng đẹp của một sát thủ như Khazik. Và sẽ là tình huống đi đầu đến từ cả hai chống chịu. Morgan là người bị tấn công, anh ta dính chiều tipper. Nhưng anh ta là một con Ragat thuần chống chịu và anh ta đơn giản dùng lấy thịt đè người để rút lui mà thôi. Đang là một lượng máu mất đi rất lớn đến từ bên phía của Brion với những tình huống kích quy lên và bắn đến từ Vital. Và trụ không còn nhiều máu nữa rồi, không còn lính để kết thúc trụ đến từ bên phía của đồng team. Quét tan kiếu cũng chỉ trúng chống chịu tuyến đầu của đối phương là một con Saiyan mà thôi. Lướt cung phong linh pháo trọng trường, nhưng đó là chiêu cuối giải hiệu không chế tới từ vị trí của Peter. Và sau đó là anh trăng dẫn lối, nó không đủ sát thương để hạ gục ai cả bên phía bên kia. Lượng sát thương đủ đến từ Selvi để kết liễu vị trí của Morgan, nhưng ta đứng trong trụ đối phương và anh ta bị hạ gục bởi Amti rồi. Thang hoa lợn trên người, Hena đẩy lui đối phương ra và quét tan kiếu đã trúng tới từ Karis. Sát thương đến từ ý lực là chưa đủ, bắn thêm một bi nữa sát thương là đủ tới từ Karis, nhưng ta bị kẹt lại bởi hai trụ đối phương và anh ta bị trụ bắn quá nhiều cho tình huống vừa rồi. Những khoảng trống tạo ra cho Hena để anh ta ăn trụ và đã có trụ dành cho bên phía của Brion. Tôi nghĩ rằng là Brion hoàn toàn hài lòng một tình huống lấy 2 đổi 2, nhưng họ sẽ có được mục tiêu lớn khi mà Amti anh ta vẫn còn sống. Trong khi đó thì Selvi với những cái nỗ lực hạ sát thành công, Morgan anh ta đã nằm lại ở dưới chân trụ bột của Brion. Nhưng mà liệu họ có làm được điều đó hay không đây, khi mà Quát vẫn còn tốc biến, không có triệu hồi tipper, nhưng những cái áp lực đến từ một con AD gần 2 trang bị lớn vẫn sẽ khiến cho các thành viên bên phía của Brion bắt buộc phải lùi về. Rất căng thẳng tình huống 2 đổi 2 và lời hơn một trụ dành cho bên phía Brion. Nhưng lúc này thì con rồng nguyên tố đang là mục tiêu mà họ chưa có đủ sức để kiểm soát nó. Và cái lượng tài nguyên mất đi đến từ cả hai đội trong tình huống giao tranh trước đó là cực kỳ nhiều rồi. Quyết định khởi động rồng nhanh đến từ bên phía của Noxium Red Frost. Và quyết định đưa ra đến từ bên phía Brion là buông bỏ con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu này. Đồng nghĩa với đó sẽ là rồng 3 dành cho Noxium.
Chứ như có được lợi thế sau khi họ có được cho mình cái chủ đầu tiên của một đường giữa, nhưng Brion quyết định là buộc bỏ bởi vì họ không tự tin khi mà Felix trong tay của Hena không có phép bổ trợ. Đây cũng chắc chúng ta cùng xem lại tình huống này khi mà Hena đầu tư rất nhiều thứ, anh ta dùng một cái trang dẫn lối để ép đi tốc biến của Peter, lấy đi rất nhiều máu đến từ con Jinx. Sau đó là một pha hạ sát thành công đến từ Selvi, một cái lượng sát thương cô lập của vị trí Morgan. Nhưng đây là pha mà tôi nghĩ là Karis anh ta quyết định là đổi mạng. Nhưng mà liệu nó có phải là một quyết định đúng đắn hay không đây? Nếu như anh ta lùi về và chạy ra khu vực hang rồng cùng với lại vị trí của Hena, nó có thể sẽ là cả rồng và cả trụ dành cho Brion. Và đúng là như vậy, anh ta đứng lại ở giữa hai trụ đối phương và bị trụ bắn quá nhiều, dẫn đến việc anh ta mất mạng vào tay của DNDN. Họ có thể có trụ nhưng ngay sau đó họ mất đi một con rồng nguyên tố. Cú dịch chuyển lên khu vực đứng trên trước đó của Karis đã gỡ lại được một trụ dành cho bên phía Brion. Và qua đó thì cái lượng kinh tế chênh lệch đến từ cả hai bên nó dừng lại con số khoảng chừng hơn 1.000 tiền dành cho Nomsi Red Frog, và họ vẫn đang là những người có được cái điều kiện tốt hơn trong việc tiếp cận linh hồn rồng nước ở trong ván thi đấu này. Một pha tấn công nhanh nhưng mà sát thương đến từ Hena chưa chạm được vào người của Selvi. Chưa biết là ai ăn đâu nha. Ở đó thì Selvi thấy Apti đứng cô lập và định tính gây sát thương và cầu máu như thường lệ, nhưng ngay lập tức là pha bắt choáng và trả đam người trở lại. May là cái tình huống kích hoạt súng thiên lý đến từ Hena nó không trúng. Nếu không thì máu mất đi của Selvi, anh ta sẽ ở một cái ngưỡng cực kỳ là báo động. Nếu anh ta bơm bê về nhà thì có thể sẽ là một pha ép Baron luôn dành cho thành viên bên phía của Brion. Cầu máu khá ổn đến từ giật bắn của Vital. Đã có trụ đứng giữa dành cho bên phía của Brion để họ tạm thời vừa lên dẫn trước với tỷ số trụ đang là 3-2. Nhưng họ vẫn đang thua tiền nha. Họ vẫn đang thua tiền và cảm giác rằng con Jinx ở thời điểm hiện tại đến từ Vital nó vẫn đang gây sát thương một cách dễ dàng hơn tương đối, và tốc độ đẩy đường của anh ta cũng đang là nhỉnh hơn so với lại Hena. Một pha chiêu cuối tới từ Morgan và nó đổi được một cung phong linh trên người của Vital cho tình huống vừa rồi. Hena trong giao tranh thì tình huống giao tranh trước đó anh ta có rất là nhiều khoảng trống để bắn, và cái lượng khiên ảo tới từ Yumi của Alpha búp lên nó là quá lớn, và tôi không thấy bên phía của Nông Sim có những lượng sát thương áp lực vào người của anh ta. Cụ thể thì pha chiều tipper đến từ Quad nó chỉ dùng vào người của Morgan mà thôi. Nếu như ta có những pha chiều tipper trúng vào người của Hena thì đó có thể sẽ là những tiền đề giao tranh tốt hơn dành cho bên phía Nomsi Red Frost. Và để xem tình huống tiếp theo đây thì mục tiêu Baron sẽ là mục tiêu mà cả hai bên hướng tới, hay họ sẽ đánh chậm lại và chờ ngưỡng con rồng nguyên tố thứ 5 xuất hiện để tiếp tục giao tranh năm nào? Rất chậm và đấu cực kỳ chậm đến từ Nomsi Red Frost và Brion. Sai lầm ở ván này đến từ Đông Sim không còn quá nhiều như ở ván thi đấu trước nữa. Vital thi đấu rất là chắc cú, và tình huống giao tranh trước thì mặc dù là đồng ý là anh ta đang có một cái khả năng gây sát thương dễ hơn, nhưng nếu như Hena có thăng hoa luân và súng huyết tinh và anh ta áp sát được vào người một con Jinx thì lúc đó Vital anh ta sẽ gặp quỳ, với thêm cái khả năng hỗ trợ đến từ chương cuối của Effort nữa, và một mình thì Milieu là không đủ sức để có thể bảo hộ dành cho xạ thủ của mình. Vẫn đang là lượng tiền dẫn trước ở khoảng tầm 2.000 dành cho thành viên bên phía của Đông Sim Red Fox. Họ đang là những người chiếm được tiên cơ ở khu vực bộ lại Baron. Và để xem đây có phải là một tình huống kiểm soát bộ lại Baron nhanh dành cho Đông Sim Red Fox hay không đây. Trước hết thì họ cần phải đẩy lính cao ở khu vực đứng giữa và khu vực đứng trên đã. Đang là những tình huống tranh chấp tầm nhìn đến từ cả hai người chơi rừng quanh khu vực hang Baron. Đây là mục tiêu lớn mà thực ra đội hình của cả hai bên đều có khả năng kiểm soát tốt. Đối với Aphelios thì đây vốn dĩ là một vị tướng có khả năng ăn Baron rất nhanh rồi. Còn đối bên phía của Đông Sim thì lại có một chất tướng đi rừng có khả năng kiểm soát các mục tiêu lớn như là Khazix nữa. Và trong ván thi đấu này thậm chí anh ta có tới 2 mạng hạ gục. Điều đó giúp cho lượng sát lực mà anh ta mang ra nó cực kỳ lớn. Nhưng điều kiện để tiến vào các mục tiêu lớn đối với cả hai thì nó vẫn phải là một pha giao tranh thắng lợi trước cái đã. Lúc này thì không có nhiều công cụ bắt lẻ đến từ kỹ năng của cả hai bên. Và qua đó thì không có những tình huống di chuyển tấn công mà chỉ là những tình huống phòng thủ đường đến từ cả hai trong khoảng thời gian vừa qua. Rồng nguyên tố sắp xuất hiện sẽ là rồng nguyên tố vô cùng quan trọng. Một phút nữa, tầm nhìn tại khu vực sông dưới của cả hai bên đang là cực kỳ thấp. Thực ra Nông Sim khi đã chạm được những ba rồng họ có quyền đổi mục tiêu ở tại mục tiêu lớn sắp tới. Có thể hướng ra khu vực Baron và nhường lại con rồng dành cho đối phương. Lướt phong linh và rất áp lực đến từ vị trí của Hena, ép tốc biến của Vital. Anh chắc dẫn lối tung ra hơi muộn màng và hình như là nó không trúng thì phải. Hena rất dứt khoát với những tình huống lướt phong linh và áp sát ngay lập tức vị trí của Vital. Vừa rồi là tốc biến đổi tốc biến đến từ hai xạ thủ, và thậm chí là Peter phải kích hồi máu để giúp cho xạ thủ của mình lùi về. Mất máu quá nhiều đến từ Vital, có thăng hoa luân đến từ Hena, và đây sẽ là con Baron được kiểm soát đến từ Brion. Có thấu kính và Selvi có thể tiếp cận được khu vực Baron hay không? Để tốc ăn Baron với thăng hoa luân và quá súng nhanh. Thiên lý là quá nhanh, súng hỏa ngục vừa chuyển dạng, và đó là Baron thuộc về cú trừng phạt của Humpty. Họ đang có định rút lui pha chiêu cuối tiếp cận của DNDN, nhưng anh ta không dám đâm vào quá sâu trong phần sân của Brion bởi vì xạ thủ của anh ta chưa vào vị trí, kể cả anh ta có hiệu khống chế chúng nó cũng hoàn toàn là vô nghĩa mà thôi.
Và đó là một pha tấn công nhanh tới từ Aphelios của Henna. Sự quyết đoán của Henna đã mang lại Baron dành cho bên phía của Brion. Nhưng ngay sau đó họ sẽ phải đối mặt với tình huống ép rồng đến từ bên phía của Nosim Redford. Và để xem là Brion liệu rằng họ có đủ cái tốc độ để can thiệp con rồng này hay không. Phải ra nhanh. Và Karis thì có dịch chuyển và anh ta đang đẩy ở khu vực đứng trên. Những cái tốc độ ăn Baron của, chính xác là tốc độ ăn rồng của Nosim Redford ở thời điểm hiện tại là cực kỳ nhanh chóng. Họ sẽ sở hữu được linh hồn rồng nước. Còn Brion quyết định là buông bỏ. Họ sẽ dùng bùa lợi Baron để chạm vào những cái trụ thứ hai của đối phương. Đây sẽ là tình huống đẩy ở trụ hai đứng trên đến từ Karis. Bốn thành viên còn lại đẩy ở khu vực đứng giữa, nhưng ngay lập tức là tín hiệu di chuyển quay trở lại đến từ DIDN để phòng ngự. Một pha chấp nhận đổi trác, và chúng ta chưa thể nào nói rằng bên nào lời hơn trong tình huống đổi trác vừa rồi, vì đó đều là hai bùa lợi mạnh. Đối với con Baron này thì bên phía Brion có thể dùng nó để khai thác thêm nhiều những công trình của đối phương và có lại lượng kinh tế. Pha chiêu cuối lao lên tới từ vị trí của DNDN, người được chọn đó là Morgan, nhưng anh ta khá trâu với một con Ragnar thần chống chịu. Anh ta tung thùng rượu nổ, đẩy lui vai tàu ra. Phía sau đang là Selvi tiếp cận, nhưng đó cũng là sự xuất hiện đến từ vị trí của âm tì. Người mất máu nhiều, đang phải tốc biến bỏ chạy, đó chính là vị trí của Karis. Nhưng anh ta nhận được sự hỗ trợ đến từ đồng đội của mình với Yumi trong tay của Redford. Anh ta về được với cú hồi máu. Morgan cũng rút lui với lấy thể đầy người. Và qua đó thì con Baron này nó chỉ dừng lại con số khoảng chừng 2.500 tiền Baron Power Play. Nó chưa phải là một ngưỡng tiền quá lớn dành cho đội bên phía của Brion. Còn ngược trở lại với linh hồn rồng nước, khả năng phục hồi là cực kỳ nhiều dành cho đội bên phía của Nông Sim. Và vừa rồi là một pha thử sát thương từ Henna, nhưng sát thương của anh ta không đủ để làm khó vị trí của vai tổ. Có Henna và có khả năng hồi máu đến từ Peter nữa với lửa trại. Khi mà kích lửa trại lên thì ba thành viên bên phía của Nông Sim Redford được bảo hộ với khả năng sốc sát thương đến từ cái anh trang dẫn lối ở dạng súng hỏa ngục đến từ xạ thủ bên phía của Brion. Bộ loại Baron chưa được triển khai một cách quá hiệu quả, vẫn chỉ là một lượng tiền tầm 2.500 đến từ Baron Power Play của Brion mà thôi. Selfie có được trang bị thần thoại của mình đến từ một cái kiếm Mayubu, một trang bị rất lỗi ở phiên bản 13.10, và nãy giờ thì con Khazik nó vẫn đang tỏ ra một cái độ hiệu quả và cái sự nguy hiểm của nó cực kỳ là rình rập luôn. Mỗi khi có một thành viên nào đi lẻ thì anh ta sẽ gây ra một cả tấn sát thương với cái khả năng cô lập đến từ con bài này. Và Henna chắc chắn sẽ là mục tiêu ở trong những tình huống băng vào đến từ người chơi đi rừng bên phía của Nosim Redford. Nhưng vẫn còn một loại Baron. Baron đang muốn đẩy thêm cái trụ thứ hai nữa, và họ hướng tới cái trụ thứ hai ở khu vực đứng dưới. Tuy nhiên 30 giây còn lại thì liệu rằng nó có đủ để họ lấy công trình của đối phương hay không, để quét tan kiếu trượt tới từ Karis. Và Sevi vẫn rút về được, và thậm chí là anh ta lui về mà không thấy mất đi cái áo choàng bóng tối nữa. Đứng dưới thì sao đây? Đó là một pha cầm thăng hoa luân để áp lực trụ. Một cú tàn phá hủy diệt lấy đi cực kỳ nhiều máu trụ và thêm cả thùng rượu nổ đẩy lưu đối phương về. Những Saiyan của DNDN thì quá trâu với linh hồn rồng nước. Cuối cùng thì Brion vẫn có được một con Baron, nó khoảng chừng 3.500 tiền power play. Và để xem là 3.500 tiền này nó có bù lại được cái linh hồn rồng nước trên người bên phía của Nông Sim hay không. Và giờ thì cũng hơi đen dành cho vài tổ là bắn chiều cuối nó không giữ chân đối phương lại. Tôi đang tưởng tượng ra Saiyan gặp tầm khoảng 4 món, 5 món mà cầm linh hồn rồng nước. Đồng ý là Henna rất mạnh. Anh ta rất áp lực với những tình huống liên tục tìm vai tù ở trong những cái pha bắt lẻ. Với cung phong linh và độ cơ động được kích lên đến từ một con Yubi trong tay của Effort nữa, cùng những cái pha mà thậm chí là Effort còn bật cả chương cuối để hỗ trợ về mặt sát thương và hiệu ứng dành cho xạ thủ của mình. Nhưng để bắn vào người con Saiyan cầm linh hồn rồng nước của DNDN thì chắc chắn là Henna sẽ mất rất nhiều thời gian. Và nó sẽ là một cái ngưỡng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp mà Đông Sim đang sở hữu với linh hồn rồng nước mà họ đang có. Vâng, và tất nhiên cái khoảng trống mà một con Saiyan chống chịu tốt tuyến đầu được tạo ra, nó sẽ là cái lượng sát thương phía sau mà một con Jinx có thể bồi vào. Và Jinx của Vital trong ván thi đấu này thì anh ta không có những pha lao lên giống như Jerry ván thi đấu trước nữa. Không có chiêu lao lên. Vâng, và anh ta cũng có thể cung phong linh lên, nhưng mà nó hơi nguy hiểm dành cho một con Jinx mỏng đến như vậy. Đang là một nỗ lực tấn công trụ bên phía của Đông Sim. Dịch chuyển được dùng tới từ Ragas của Morgan để phòng ngự trụ 2. Đó là một quyết định dịch chuyển hơi trễ, nhưng ít nhất nó đủ sức để giúp họ giữ lại được trụ 2 tại thời điểm này. Nhưng cái ngưỡng sức mạnh chống chịu trời của ơi. DNDN nó đang là quá tốt. Tôi không cảm giác được lượng sát thương bên phía của Brion có thể làm khó được anh ta. Henna bắn 3 bắn vào người của DNDN, mất khoảng tầm 300 máu. Anh ta hồi lại full cây máu với Jaxo. Nào thả gấu, chúng vào vị trí của Morgan, giật bắn thành công được. Cái máu mất đi đến từ người chơi đứng trên bên phía của Brion. Và đây sẽ là trụ 2 đứng giữa dành cho bên phía của Đông Sim Redford. Họ chạm thẳng vào, đang có hưng phấn đến từ Peter. Nhưng cũng không trúng đến từ Morgan và anh ta phải trả giá thùng rượu đổ. Không đẩy được vai tổ về và điểm vào cũng dành cho Annie trong tay của Quad. Đường giữa có thể sẽ là đích đến từ Đông Sim Redford sau khi họ lấy được mạng đường trên của đối phương. Có vẻ là tình huống đổi Baron lấy linh hồn rồng của Brion đang lãi rồi. Không lời. Lúc đánh đổi thì chúng ta chưa thể nói trước được điều đó, nhưng sau một khoảng thời gian tận dụng Baron và lấy được một vài công trình đối phương
thì thời điểm này họ đang gặp khó trong việc giao tranh với đội hình có khá nhiều khả năng phục hồi, lại có thêm linh hồn dòng nước nữa. Henna yếu rồi, Henna bắt buộc phải tốc biến về. Vital đang cực kỳ tự tin vì đứng kế bên anh ta đã là những người đồng đội cực kỳ khỏe, và đó sẽ là một đường lính siêu cấp dành cho NoSim trước khi họ rút lui với một lượng trang bị có thể được bổ sung thêm ở đồ 4 dành cho Vital. Khó rồi. Cảm giác là đam của Henna vào người con Sion kia là không xi nhê. Sẽ mất rất nhiều thời gian để Henna có thể đục xuyên qua lớp phòng ngự của NoSim Bradford, và chúng ta cùng nhìn lại nỗ lực đến từ Morgan với pha lăn bụng ngay khi đối phương có hưng phấn, nhưng cùng phong linh. Vital lướt phong linh lùi về. Mặc dù thung rượu đồ đẩy Vital về nhưng mà không có ai hứng cả. Cứ thế là bắn thôi. Điểm vào cung dành cho AD, sau đó là một đường lính siêu cấp dành cho NoSim Bradford. Và ba trang bị chống chịu đến từ con Sion đứng trên trong tay của DNDN với 274 chỉ số lính giáp gai được hình thành rồi. Quá khó để cho Henna có thể xuyên qua được. Tình huống ăn Baron nhanh đến từ bên phía của Brion. Nhưng ông Sim vào vị trí có thể giao tranh được rồi. Bất khả kháng cự được bật đến từ vị trí của DNDN. Và anh ta quá trâu, anh ta dính quét tan kế yếu nhưng không dính nhẹ gì cả. Quay lại dùng cú đệ tấn công, tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp không trúng ai đến từ Vital. Anh ta có hưng phấn với điểm hạ gục đầu tiên, tiếp tục bắn vào Karis, tiếp tục hưng phấn cú double kill. Và đây có thể sẽ là triple kill không? Annie có mạng và đó là triple kill dành cho người chơi sát thủ bên phía NoSim Bradford, đồng nghĩa với việc NoSim sẽ gỡ hòa 1-1 trong cặp trận BO3 này. Một quyết định khởi động Baron nhanh đến bên phía của Brion, nhưng đó là một góc giao tranh quá khó đối với họ. Họ bị kẹp lại bởi hai hướng khác nhau, và cái hướng kẹp lại phía sau là một con Khazix tiến hóa gai hư không, khả năng làm chậm gây nhiễu loạn đội hình đối phương đến từ CLV, cùng với đó là pha sổ thẳng vào đến từ Corsen, được coi là bất tử ở trong ván thi đấu này. Anh ta đang cố gắng tanh hai trụ để lấy zombie Sen và kết thúc ván thi đấu thứ hai, kéo cặp trận BO3 này đến với ván thi đấu thứ ba để phân định thắng bại giữa NoSim Bradford cùng với Brion. Nỗ lực rất đáng khen ngợi đến từ NoSim Bradford, họ không mắc nhiều sai lầm như ở trong ván đấu đầu tiên nữa và đánh cực kỳ chắc cú như ở trong ván đấu đầu tiên vậy. Họ cảm giác là tiến bộ hoàn toàn là khác so với lại ván thi đấu thứ nhất, khi mà Vital không mắc lỗi với những tình huống lướt phong linh ẩu. Và khi đó thì đội hình bên phía của Brion rất khó để có thể chơi được tình huống trao đổi mục tiêu không có lợi dành cho bên phía của Brion, khiến họ phải trả giá với một linh hồn dòng nước cùng một trận tướng Sion quá trâu bò đến từ DNDN. Một đều ở cặp trận BO3, chúng ta sẽ cần đến ván thi đấu quyết định để phân định thắng bại ở trong cuộc đối đầu giữa Brion và NoSim Bradford, và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay khi game đấu quyết định giai đoạn được sẵn sàng bắt đầu.